anh chị, khi đơn vị thay thế kế toán thường không biết làm sao để kế toán cũ bàn giao tài khoản quyền quản trị dữ liệu kế toán cho kế toán mới để không bị gián đoạn trong quá trình nhập liệu. Hôm nay, Misa xin hướng dẫn anh chị thực hiện bàn giao lại tài khoản toàn quyền cao nhất trên dữ liệu cho kế toán khác khi kế toán trưởng nghỉ việc trên Misa SME trong trường hợp người quản trị hệ thống chuyển công tác, thay đổi vai trò, vị trí công việc, v.v. Khi đó, người được bàn giao sẽ có thể sử dụng tài khoản Misa của chính mình để đăng nhập phần mềm. Để thực hiện bàn giao nhanh chóng và kịp thời, anh chị xem ngay hướng dẫn này nhé. Bước 1. Tài khoản quản trị hệ thống hay tài khoản của kế toán cũ sẽ thực hiện đăng nhập vào phần mềm. Sau đó, chọn vào hệ thống, quản lý người dùng. Lưu ý, tài khoản quản trị hệ thống là tài khoản được thiết lập khi tạo mới dữ liệu kế toán và được tích chọn là quản trị hệ thống trên menu hệ thống quản lý người dùng. Nếu trong danh sách người dùng chưa có kế toán mới cần bàn giao, anh chị nhấn thêm và khai báo tài khoản cho kế toán mới. Bước 2. Tại đây, để bàn giao, anh chị chọn đến người dùng muốn bàn giao quyền quản trị hệ thống. Lít phải chuột và chọn bàn giao quyền quản trị. Hệ thống sẽ hiện bảng xác nhận bàn giao. Anh chị nhập mật khẩu của quản trị hệ thống cũ để xác nhận chuyển giao quyền cho quản trị hệ thống mới. Rồi nhấn đồng ý. Lúc này, quyền quản trị hệ thống cũ sẽ trở về quyền admin và người được bàn giao sẽ có vai trò quản trị hệ thống. Lưu ý, trong một dữ liệu, chỉ có một người dùng duy nhất đảm nhiệm vai trò quản trị hệ thống và tài khoản quản trị hệ thống sẽ có thể xóa hoặc thay đổi vai trò của tài khoản admin. Sau khi được bàn giao, kế toán cũ đăng nhập bằng tài khoản số điện thoại hoặc email vừa được thêm ở bước 1 để vào dữ liệu. Vừa rồi, Misa vừa hướng dẫn thực hiện bàn giao lại tài khoản toàn quyền cao nhất trên dữ liệu cho kế toán khác khi kế toán trưởng nghỉ việc trên Misa SME. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh kèm nút chuông nho nhỏ để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công!